Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 5 sách kết nối tri thức bài 45 thể tích của một hình tiết 2. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán 5, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán 5 sách kết nối tri thức bằng cách là mở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Rồi trước hết là các em vào phần luyện tập 1, quan sát hình vẽ rồi chọn câu đúng. A. Thể tích hình C lớn hơn thể tích hình D. B. Thể tích hình C bằng thể tích hình D. C. Thể tích hình C bé hơn thể tích hình D. Trước hết là chúng ta quan sát và cho biết hình C gồm mấy hình lập phương nhỏ, hình D gồm mấy hình lập phương nhỏ, hình nào có số hình lập phương nhỏ nhiều hơn thì hình đó có thể tích lớn hơn. Ta thấy hình C gồm 4 x 2, 2 hàng, mỗi hàng gồm 4 hình lập phương nhỏ. Vậy hình C gồm 4 x 2 bằng 8 hình lập phương nhỏ. Rồi hình D gồm 2 x 2 nhân 2, được chưa? 2 nhân 2 nhân 2 bằng 8 hình lập phương nhỏ. Nhưng ở đây lớp thứ 2 thiếu mất một hình lập phương nhỏ, ta trừ đi 1. 8 trừ 1 bằng 7. Vậy hình C gồm 8 hình lập phương nhỏ, còn hình D gồm 7 hình lập phương nhỏ. Số hình lập phương nhỏ của hình C nhiều hơn số hình lập phương nhỏ của hình D. Vậy ta nói thể tích của hình C lớn hơn thể tích của hình D. Các em chọn đáp án A. Phần luyện tập 2. Robot có một hình lập phương lớn gồm 8 hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A. Robot tháo rời các hình lập phương nhỏ và xếp thành hai hình A và B. 8 hình lập phương nhỏ được tháo rời và xếp thành 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xếp thành hình A gồm 6 hình lập phương nhỏ và hình B gồm 2 hình lập phương nhỏ. So sánh thể tích của hình lập phương ban đầu với tổng thể tích các hình A và B. Ta thấy hình lập phương ban đầu gồm 8 hình lập phương nhỏ. 2 hình A và B gồm tất cả là 8 hình lập phương nhỏ. Hình lập phương ban đầu gồm 8 hình lập phương nhỏ. 2 hình A và B có tất cả là 8 hình lập phương nhỏ. Số hình lập phương nhỏ của hình lập phương ban đầu, tổng số hình lập phương nhỏ của hai hình A và B là như nhau. Vậy ta nói thể tích của hình lập phương ban đầu bằng tổng thể tích các hình A và B. Thể tích hình lập phương ban đầu bằng tổng thể tích các hình A và B. Câu B. Robot tháo rời các hình lập phương nhỏ để xếp thành một hình hộp chữ nhật như hình dưới đây. Các em quan sát hình bên. Em hãy cho biết chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật đó. Ta biết là mỗi hình lập phương nhỏ có cạnh là 1 cm. Như vậy chiều dài của hình hộp chữ nhật đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cm. Chiều rộng là 1 cm và chiều cao là 1 cm. Hình hộp chữ nhật đó có chiều dài 8 cm, chiều rộng 1 cm và chiều cao 1 cm. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.